Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho Radio Chuyện Miền Tổ Quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 11, em xin lại giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Tech, vô đen của nó là AD400. Chiếc đầu này có chức năng đọc đĩa CD bên ổ tay trái, đọc đĩa CD, đọc băng cassette ở bên tay phải. Đấy. Phần đọc đĩa CD thì sử dụng mắt đọc của Sony, dễ thay thế và không kén đĩa, chất âm cho ra là 18 bit. Bên tay phải thì đọc bằng cassette, thu phát rất là sắc nét. Đấy. Và nó cả cái nút gạt để chuyển đổi chạy băng ngược xuôi đều được, nhưng cái chức năng auto revert của nó thì không hoạt động nhé. Đấy. Cái đèn vải này thì sử dụng cho cái phần băng cassette thôi, còn hiển thị số này là phần CD. Đấy. Chiếc đầu này thì làm rè cũng rất là hay, có nút chỉnh âm lượng to nhỏ đây, rất là tiện lợi để các bác được sử dụng. Và khi sử dụng CD thì gạt sang CD, ví dụ tech thì dùng sang tech thì dùng ra sang này, và nó hai đường ra riêng biệt cho đường CD và đường tech. Thì chiếc đầu này em bán cũng rất là nhiều rồi, nó sở hữu xe ngang của nó là 43,5 cm, chiều cao của nó là 14 cm và chiều sâu của nó 28,5 cm, nó nặng là 5 kg. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bạn được cả chiêm ngưỡng. Cái phần lốp này thì nó có xước này, có xước. Và phần cạnh đây, đây có cấn này. Đây là nó màu đen, cho nên là nhìn nó không bị rõ các bạn. Đây cũng thế này. Cạnh trên đây, cạnh trên có vết sức mở. Lắp lưng thì cơ bản là đẹp, lắp lưng cơ bản đẹp. Đấy. Bên này cũng vậy. Đấy. Bên này đấy. Model của nó là AD400 thì nó hơi mở một chút. Đây. Điện 100V, công suất của nó là mười mấy watt đây này, 15W này. Số điện máy của nó là 5700350, được sản xuất tại Đài Loan, made in Taiwan. Thì đây, đây là đường ra, ao ra của đường băng cassette, và đây đường lai vào. Đấy, và đây là đường CD ra. Đấy, có những vết xước nhỏ ở đây thì em đấu CD trước một chút, em sẽ test sang cassette thì em sẽ chuyển sang. Bác nào ở nhà có rồi thì đấu hai cái dây jack V thì mình chỉ chuyển đổi trên âm đi thôi. Đấy. Và đây là cái phần nội thất bên trong, nội thất bên trong thì còn nó rất là mới, máy móc thì zin nguyên bản, bạn đọc cũng tin tầm máy luôn. Đấy. Đây là bên đây là ổ CD, còn bên đây nó là cassette. Cassette cũng sử dụng toàn tụ của Zubicom thôi, độ chất lượng nhá. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test các chức năng hoạt động của chiếc đầu này. Để cho các bác được thưởng thức thì trước tiên em test cái phần đọc đĩa CD trước. Phần đọc đĩa CD thì là không kén đĩa. Và giá của chiếc đầu này thì em bán với giá là 2,5 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho nào chuyển đổi tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép đây, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Đã nhận đĩa luôn. H2. We'll be right back.
qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa. Buồn của tình ơi, ta ước phiền từng ngày, vội trốn cuộc tình này, chết như bao lời nói, rừng nào có xa mơ, tình nào sẽ đưa. Sao chưa gặp một lần, mà nghe tình thầm đầu, xin cho được một lần, gọi tên người thì thầm. Phần CD đọc hoàn hảo, và đây em test cái chức năng đọc bằng cassette bác được thưởng thức ạ. Đây, cassette đây bác thả sang đây. Đấy. Để chuyển đổi sang
lắp sang cassette. Cầm đố để làm dè luôn. Thì nó không hoạt động nên là chúng ta phải sử dụng cái gạt tay này các nhé, gạt tay để cho điều chỉnh đấy, bật đấy. Rồi em test cái chức năng làm dè và chức năng ghi của chiếc đầu cassette này. Đây, tua đi này. Đấy, tua lại này. Làm dè thì chúng ta chỉ cần đấn nút tạm dừng và nút hai nút ghi và play nhé. Còn ghi thì cái nhà tạm dừng ra là sẽ ghi.
tăng giảm âm lượng đấy ạ, các bác đềm vừa phải thôi. Thì khi ghi nó có bị vỡ tiếng. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sông thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lề phố. Có người con gái buông tóc ghi tạm một đoạn và em cho phát lại. Gái buông tóc chức năng thu phát ở bên cassette rất là tốt. Đấy, và giá thì bán với giá là 2,5 triệu đồng. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ tiếp em.
với số vé là 0907 23 269 em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.